là lâm nữa mà không phải là lâm gia đình, mà lâm sẽ cha lâm của chúng ta sẽ tuyên đọc phúc âm trong ngày bảo lâm của gia đình. Thì phương anh chúng ta chào tất cả chị em từ Monicap, từ Westminster, từ St. Calistus, Garden Grove, Santa Ana và tất cả những chị em từ các tiểu bang hoặc là các kể cả Việt Nam sang đây tham dự thánh lễ này. Chúng ta chào nhau một tràng pháo tay. Thầy cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của cha Thầy.
nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thì trong cuộc sống và khi lớn lên, biết nói Bảo Lâm có dễ không? Và tôi nhìn Bảo Lâm hay tôi thấy tốt nghiệp cho Bảo Lâm. Không biết bao giờ, không biết bố mẹ của Bảo Lâm có bao giờ bắt được quỳ hay không? Hàng nay, bảo quỳ quỳ ngay, mà có bao giờ gọi xin cái tội nghiệp thứ hai nữa, là từ đây trở đi là phải gọi vợ là ai người đấy. Là em bố mẹ thật đặt tên là hơi khó xử thật, tên là Phương Anh, chưa không biết được gọi tiếng Anh được mấy lần rồi mà đã gọi phải gọi vợ là anh từ ngày quen đến tới giờ phải không? Mà bố mẹ đặt tên cái bảo.
nghĩa là cha có lần lần này chứng kiến lần kia hôn nhau đây là tôi theo lên kia bên chồng vợ chồng quen hơi xin cha có lần chứng kiến lần hôn vợ của anh ấy sau khi đã nhận vợ chào vợ trưởng thành đến tận cuối ta xin phép mọi xin cho anh chị Lâm một tràng pháo tay. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng đến để chúng ta tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha tình yêu.